Đó. Ôi mẹ, sang sang gạch hoa huyền thoại luôn. Sang này hồi đó Nhầm nhà, rồi. hồi đó nhà tao có nè. Nhà tao ấy, nhà tao nền cái gạch ấy, cái gạch kiểu gạch nung á. What, mẹ cái giọng nghe kiểu kiểu gì mày? Mày có nghe tiếng rên không? Không. What, mẹ sao không nghe tiếng rên Sao mình lại ở ngoài này? Tao nghe rồi, nhưng mà tiếng bé lắm. fuck mẹ. Oh. Tiếng con gái à? Ờ tiếng con gái. Sao mình lại ở ngoài này? Ôi lạy chúa. Ở nhà để uống nước kìa, Ở nhà để ô nước. À, nhà trọ kìa. chung tay chống dịch chống giặc hả? Chung tay chống dịch như Chống chống giặc. chống giặc như chống dịch à, chống dịch như chống giặc. E để mở cửa. Ui mẹ cái cửa nghe kia kia thế. Cái gì đây? Cái gì kìa, nhặt em, nhặt đi, À, đèn pin à? nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, Xoay này ép này. ép 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 Em đi nha. Rồi ok. À, bấm chuột trái để bóp đèn. bật đèn. The fuck mẹ, đèn cho chơi. Cái gì, cái đèn này đèn đồ chơi à? Kiểu có cái đèn xoay xoay nó mới lên đèn á. À, cái gì đây? Tao vừa nghe tiếng gì đây? Thôi mẹ, đèn giật giật nghe đéo ổn rồi. Nó méo cho tao đi tiếp. Bật lên, bật điện lên. Bật lên, Cái bật gì lên, vậy? bật lên, bớt mẹ nhanh lên. Hồi nãy nhân vật tao vừa mới nói đúng không? Không. Thì như tao nghe tiếng khóc, là mày khóc hay là con ma đang khóc vậy? Là phát cái bóng đứa nào đây? Không biết. Má bình tĩnh nha, chuẩn bị jump scare nào. Ôi! Cái gì? Cái gì vậy? Oh. Mở cửa ra. Cửa ra, em mở cửa ra. Quên quay đi, ai đây? Bật đèn lên. Bật đèn lên, bật đèn lên. Nó éo cho tao đi tiếp. Cái mẹ gì đấy? Ủa cái gì đấy? Ủa máu đâu? Mày đừng nói tao mở mở cửa ra. Một éo. Mở được. Khóa rồi, khóa rồi. Má sống 18 năm trên đời tao chưa thấy cái đèn hãm bếp nào như vậy luôn á. Ủa sao tắt điện à? Ôi, ai kìa? Có người. Bạn gì ơi? Thề luôn. Thật á. Bật đèn lên. Đó, đang bật đèn đây, mẹ đang bóp, bóp cho điên luôn này. Sao đứng đó? Biết đâu? Bạn đã Đang quay người ra đúng không? bạn đã om à, không biết nữa, hình như cái mặt này nó đang, mày cứ tưởng tượng đi, đó là cái người của nó đang hướng về phía mình mà cái đầu nó đang quay vô tường á. Thấy hơi ở đâu đầu quay ra đây mà Đang ôn thi đại học à? này, thử ra đứng trước phòng xong rồi tắt điện nữa. Ok bạn ơi, má đau tim nghe mày. Tao cũng thế, tao cũng sợ rồi. Quá, tao nghe tiếng mày cười giống tiếng gái quá mày ạ. Ôi mẹ cái micro, ôi cái địt. Bạn ơi, mở cửa. Nguy kìa mày. Hả? Nhìn giống Nguy kìa mày. À, thôi tha, the fuck mẹ, tao tao đang quay clip đây. Oh my god. Nhớ xóa đặt đó cho tao. Ôi, ừ mẹ đúng rồi. Cái gì đây? Nó lên đồng rồi mẹ. Ơ mày đâu rồi? Ơi mở cửa rồi, mừng quá. Ê, bây giờ mình có vào, mình có nên vào không nhỉ? Theo đi, trả lời tôi thấy thì vào, đi vào đi. Mẹ tao tao nghe tiếng. Ôi, cái gì? Cái gì đây? Mèo, mèo. Mẹ, ôi mẹ không tương tác được với cửa rồi. Ăn bùi rồi. Đi chơi rồi. Cái đây. Kính viếng mẹ. Vì Ê khoan khoan khoan, tao nhớ là cái này đám ma là một một mỗi một một người chết là có một cái thôi đúng không? đâu có đâu, hình như là mỗi mỗi người đến thăm một cái mà. Ơ vãi cứt mẹ, ở đây có 5 người này. Mày ra cái ảnh một coi coi. Cái ảnh á. Gì ảnh? Làm mờ rồi. Hôm bữa mình coi cái ảnh là ảnh này là ảnh của ai Có cái ông đẹp á. vậy? Chụp xong rồi làm face app để chỉnh sửa cả cái mặt đúng không? Hài vãi chưởng. Rồi mới có gì luôn. Mình có nên khui quan tài ra không nhỉ? Anh bốc à? Oh no, thôi thôi thôi. Mẹ ăn bốc. Thôi mẹ ăn bốc cái gì thì ăn bốc, mẹ tao muốn ăn bốc iPhone 12 cơ, phải cứ gọi ăn bốc cái này tao méo luôn. Mẹ sợ bỏ like. Có gì ở dưới bàn không? Không, nó méo cho Ê, mình ngồi. có cái e gì kìa. Ờ Nãy e. tao thấy có e. Ôi cái phú hồn mày, nhặt thẻ hương cần tiền bật lửa. Mình cần gì bật lửa trong khi có lửa đây nè. Nhà phát triển kêu béo.
Tao nhớ thường thường là hột quẹt là người ta để ở trên bàn thờ. Đúng vậy, giống nhà tao. Nhà tao cũng để. Cơ mà ở đây méo có hột quẹt rồi mẹ. Bật lửa. Ở ngoài có ma nào biết phun lửa không nhỉ? Trong có, trong có đâu. Nhìn ra ngoài coi xíu có cánh tay đưa bật lửa cho mày. Quá nghe gớm vậy. Ui, tao nghe tiếng thở kìa. A few moments later. Mày lên game không hay xóa group coi coi cái hột quẹt nằm đâu mày. Chờ tí. À đây nè. Ơ mẹ phải tới cái chỗ chính xác. Nhặt được bật lửa thắp hương. Thắp hương được rồi. Thắp hương đâu? Thắp hương đây hả? Thắp hương, thắp ở kia này. À thắp đây nè. Rồi. Xì. Này, à, ra sau quan tài thành tâm khấn nguyện. Ok. Rồi làm sao để thành tâm khấn nguyện? Bấm F to respect. À đây. Nãy mày khấn nguyện khấn cho đàng hoàng. Ôi mẹ cái. Vãi cả cứt vậy. Nó khấn nguyện, nó không khấn nguyện cho người ta siêu thoát, nó khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật cho người ta vong hồn luôn. Rồi bỏ mẹ. Rồi tao nghe mùi đá ở đây mẹ. Ui. Cái mặt hiện rõ lại kìa. Cái đéo gì đây? Cái mặt rõ này nè. Oh my god. Chết rồi. Đi đâu? Mẹ đá ổn rồi. Mình có nên ra ngoài không nhờ? Không. Thôi đóng cửa lại. Mẹ nó méo cho đóng cửa luôn. Cái này pin đâu rồi? The fuck man. Bấm F. Ôi. Oh my god. Cái đéo gì đấy? Tao nhớ là có cửa để... À hình như bây giờ mình vào được rồi thì phải. Ôi mẹ à, cứ mấy cái cửa. Rồi xong. Hay lắm. Quay lại. Ôi cái đi. Vào đi bạn, đừng sợ. Oh my god. Oh. Nào bấm. Ờ mày quá, cần tìm chìa khóa. Cầu thang. Mẹ sợ vãi cứt. Có cầu thang. Ủa có cầu thang hả? Tính ra cái căn hộ này là đường lúc nãy là đường vào nhà vệ sinh đúng không? Ở trong nhà vệ sinh sáng đèn, sáng đèn kìa. À tao hiểu rồi. Có người đang xài nhà vệ sinh cho nên mình không vào được. Ai xài? Ôi cái gì đây? Ôi, mẹ ơi. Mẹ trái tim em mỏng manh lắm anh ơi. Cái gì đây? Có khi nào đang lồng tiếng game xong có cái ông nào làm rớt không? Ờ à, mẹ hy vọng như thế đi. Ờ vô lý. Mày thấy cái căn hộ này nó vô lý kiểu gì không? Không có lối thoát. Ừ, nó không có lối thoát luôn á. Con dàn PC này nó còn xịn hơn PC của tao đấy. Mắc cái đèn duy nhất để tao mưu sinh nó cũng mất tiêu luôn rồi. Có nào chìa khóa nó nằm trong phòng này không? Mình thọt tay ra mình là lấy chìa khóa à? Không có. Chiếc chìa khóa nó từ hư vô. Tao cứ tưởng tượng đó là cái quạt nó nằm ở trong phòng mà cái máy lạnh nó nằm ở ngoài đây. Lát vừa thôi, đúng rồi. Chìa khóa đâu ta? À kìa, phải không? Phải không? Ờ chìa khóa nè. Ơ, phải cái cứt. Ôi! Ôi, bạn ơi! Ôi, cái gì đây? Ôi mẹ ạ. Đi lẹ. Ôi té lẹ nhanh lên. Mẹ cái hiệu ứng này gọi là gì nhỉ? Ôi. Ôi mẹ. Lấy. Nhặt được chìa khóa rồi. À cái này là cái cầu thang nè mày ạ. À. Cái này là cái cầu thang nè, trời đất. Cửa bằng cầu thang. Ơ? À, không. Cái đéo. Ôi. Oh my god. Sợ. Mày tự nhiên có sấm sét mày sợ không? Ở đây còn có cái xác với cái chân nữa. Không, tôi thấy bình thường mà. Đồ xanh mày đeo tai nghe vào, đeo headphone vào. Tao đang đeo tai nghe mà. Oh my god. Ơ sao sao mày mép mở cửa được nhờ, có chìa khóa rồi mà. Có cái gì dưới đất kìa? Cái gì? Tao thấy có một vệt máu à. Không, đằng kia, quay lại. Ở đây hả? Có cái gì đây? Báo gì đây? Tin 14. Tin mới.
bí ẩn cả gia đình qua đời trong một đêm. Rồi mấy cái chữ sau. Mờ quá. Má mờ quá không thấy được. À phóng to được nè. Phóng à, phóng cũng vậy à. Không không đọc được chữ. Và tin này là viết vào ngày 6 tháng 6 năm 1996. Oh my god, xoay. Còn gì không? Mặt sau. Đù, mặt sau chả thấy gì luôn. Mờ xịt luôn. Thôi mình cứ lấy đi. Biết đâu à nó có rồi bọn. Này bạn ơi. Mày cười hả? Ôi thôi.